150 triệu chăn nuôi con gì cho hiệu quả kinh tế cao, có sẵn nơi bao tiêu đầu ra dài hạn. Cho dù chăn nuôi bất kỳ loài vật nuôi nào thì bà con cũng cần phải tìm hiểu và phân tích kỹ về ưu điểm, nhược điểm của vật nuôi đó. Thế mạnh và hạn chế của bản thân mình là gì khi chăn nuôi chúng? Một khi bà con nắm rõ được những vấn đề đó thì khả năng chăn nuôi thành công là rất lớn. Video này sẽ chia sẻ cho bà con một loài vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, có sẵn nơi bao tiêu đầu ra để bà con có thêm lựa chọn chăn nuôi cho gia đình mình. Đó là mô hình chăn nuôi dúi. Nhưng để có được những thuận lợi nhất định trong chăn nuôi thì bà con vẫn cần phải tìm hiểu rõ về kỹ thuật chăn nuôi, chất lượng con giống. Cách tốt nhất mà nonglom.net vẫn luôn khuyên bà con đó là hãy đến tham quan và tìm hiểu trực tiếp trang trại để thấy được cách làm thực tế nhất. Và trang trại này của anh Đạt cũng là một nơi để bà con tìm hiểu cách chăn nuôi dúi. Không chỉ có trang trại này tại Vĩnh Long mà anh còn có nhiều trang trại khác nhau trên cả nước để bà con đến tham quan thuận tiện. Hãy liên hệ qua số điện thoại trên góc phải màn hình để đến được trang trại gần nhất của anh. Xin chào bà con, tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Đạt. Hiện tôi đang là chủ trang trại chăn nuôi con động vật nuôi hoang dã. Và hôm nay thì tôi đang có mặt một trong những trang trại chăn nuôi của tôi, chăn nuôi con dúi Mông Đại Trung Quốc và con dúi Mã Đào Thái Lan. Đối với bà con mà khu vực miền Tây có cái nhu cầu mình tham quan cũng như là học hỏi kinh nghiệm thì tôi có thể là mời bà con đến trực tiếp trang trại của tôi, có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trang trại tôi thì cách chân cầu Cần Thơ khoảng 4 km. Còn đối với một số bà con mà khu vực miền Bắc, để cho bà con thuận tiện cái nhu cầu mình tham quan mô hình chăn nuôi của tôi cũng như học hỏi kinh nghiệm thì tôi có thể là mời bà con đến trang trại của tôi có địa chỉ tại Thường Tín, Hà Nội. Còn một số bà con mà khu vực miền Nam thì tôi cũng có thể là mời bà con đến trang trại của tôi có địa chỉ tại Trảng Bom, Đồng Nai. Thì hôm nay tôi cũng giới thiệu tới cho bà con một cái mô hình chăn nuôi con dúi của tôi với một loại vật nuôi rất chi là nhỏ bé đấy, và cái chi phí về nguồn thức ăn cũng như là chi phí về con giống thì rất chi là thấp. Thì dường như là tất cả một số bà con nào mình có cái đồng vốn nó hạn hẹp, có thể là vài triệu đồng, thì bản thân bà con có thể là chăn nuôi nó được tốt rồi đấy, và cái giá trị nó đem lại cho bà con thì nó cũng cao hơn hẳn so với tất cả những con động vật nuôi khác. Có 150 triệu nên nuôi lợn hay nuôi dúi? Có thể bà con cũng đã biết, để xây dựng được một chuồng nuôi lợn đúng kỹ thuật, ngoài phần nền móng, tường xây và mái che thì chúng ta cần phải tốn rất nhiều chi phí về các hạng mục như hệ thống làm mát không khí, khu vực chăn nuôi lợn nái, chuồng nuôi lợn thương phẩm, hệ thống xử lý nước thải, tiền điện, tiền nước để duy trì hoạt động. Nhưng đối với chăn nuôi dúi thì lại đơn giản, dễ làm hơn rất nhiều. Chỉ cần một nơi đủ yên tĩnh, ít ánh sáng, nhiệt độ ổn định là bà con cũng có thể nuôi được dúi mà không cần phải tốn quá nhiều chi phí làm chuồng nuôi như nuôi lợn, nuôi gà. Hơn nữa, diện tích chăn nuôi dúi cũng rất ít. Để được tư vấn về cách xây dựng chuồng nuôi đúng kỹ thuật, tiết kiệm chi phí thì quý bà con hãy liên hệ với anh Đạt qua số điện thoại trên góc phải màn hình. Về cái con dúi hiện tại là bên trang trại tôi đang chăn nuôi thì với cái giá trị hiệu quả kinh tế nó đem lại cũng như là cái mức độ đầu tư của bà con mình đầu tư ra thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Đơn thuần để về như bà con mà chăn nuôi con lợn hay là con gà thì đối với bà con mình cũng cần phải đầu tư ra cái chuồng, quy mô chuồng trại thì nó cũng đòi hỏi rất chi là cầu kỳ. Bà con phải đáp ứng được cái nhiệt độ trong khu vực chuồng trại bà con chăn nuôi con lợn thì gần như rất chi là khắt khe. Đấy, còn đối với cái con dúi này thì là bà con có thể là mình tận dụng được những không gian mà bà con có sẵn cái phần mái che ấy, thì bà con có thể là mình sử dụng tất cả những cái viên gạch men thải loại. Đấy, bà con ghép thành những cái ô chuồng là bản thân bà con đã chăn nuôi tốt rồi. Chi phí con giống là bao nhiêu? Tiền mua con giống có đắt không? Cần tối thiểu bao nhiêu tiền để bắt đầu nuôi dúi? Nếu bà con chăn nuôi ít thì chỉ cần một cặp, một đực, một cái là đủ. Nhưng nếu bà con đầu tư với số lượng lớn thì chi phí trên một con dúi sinh sản sẽ giảm đi rất nhiều, vì nuôi dúi sinh sản không nhất thiết phải có một đực, một cái
mà một con đực có thể ghép phối được với nhiều con cái khác nhau. Cụ thể về giá bán của giống giống như sau. Đấy thì về cái giá thành của cái con rúi mốc đại mà bên trang trại tôi đang chăn nuôi ấy, thì nếu để bà con đầu tư ra một cặp rúi bố mẹ sinh sản, nó cái loại mà nó nhanh thu hồi cái đồng vốn nhất cho bà con, thì như hiện tại bên trang trại tôi đang có cái giá là 4 triệu đồng trên một cặp rúi mốc đại. Thì để về so sánh với cái con lợn của bà con đang chăn nuôi thì nó sẽ khác biệt hẳn. Tất nhiên thì nếu để bà con cân đối cũng như bà con so sánh là cái mức đầu tư con giống, thì tất nhiên là cái con rúi này bản thân của nó thì nhỏ bé, nhưng ngược lại thì nó lại cao hơn so với con lợn bà con chăn nuôi. Đấy, bà con có thể là mình đầu tư ra là từ 1,5 triệu, có thể là đến 2 triệu thì bà con có thể là chăn nuôi được một đầu con lợn. Đấy, nhưng với cái đồng vốn bà con đầu tư ra con rúi này thì bà con cũng chỉ mất cái đồng vốn là tối đa, đây là tôi đang tính cái tỷ lệ tối đa của bà con là mình mất 2,5 triệu của một đầu con cái sinh sản. Như chăn nuôi lợn hiện nay thì với một con lợn từ lúc sinh ra đến 100 kg khi xuất bán thì chúng phải sử dụng hết khoảng hơn 3 triệu đồng tiền cám, nhiều gấp 2 đến 3 lần tiền giống. Còn chăn nuôi rúi thì chi phí thức ăn lại chẳng đáng là bao nhiêu. Như tại trang trại của anh Đạt đây, tùy vào từng lứa tuổi mà chi phí thức ăn hàng ngày dao động từ 100 đến 500 đồng mỗi ngày. Chúng ăn những loại thức ăn gì, lượng thức ăn như thế nào mà lại ít đến như vậy? Đấy, còn như về cái chi phí cũng như cái chi phí về cái thức ăn của con rúi này thì như hiện tại là bên trang trại tôi thì nó ăn về tất cả những nguồn thức ăn là gần như tự nhiên nhất. Đấy, nếu bà con nào mà mình có cái diện tích đất mà bà con trồng được ít tre hay là bà con trồng được ít mía, ít ngô hay còn gọi là bắp, đấy, thì gần như là cái chi phí của bà con nó sẽ là bằng không. Còn như hiện tại thì bên trang trại tôi đang chăn nuôi thì là với toàn bộ cái nguồn thức ăn bản thân của tôi đi mua hết, thì là để về cái chi phí của mỗi một đầu con nó ăn trên một ngày thì nó chỉ dao động là độ tầm 4 đến 500 đồng đấy, trên một đầu con. Còn ngược lại thì cái con lợn của bà con chăn nuôi tuy nhiên là cái mức độ đầu tư con giống nó sẽ thấp hơn so với con rúi của tôi, nhưng ngược lại thì cái chi phí thức ăn của bà con nó có thể là nó rất chi là cao, vì tất cả những nguồn thức ăn của con lợn nó là nguồn thức ăn là công nghiệp. Đấy, bà con có thể là bỏ ra một đồng tiền giống, đấy, thậm chí là bà con phải bỏ thêm là từ 3, ít nhất là độ tầm 3 đồng tiền thức ăn. So sánh về chi phí đầu tư, chi phí chăn nuôi của con lợn so với rúi thì loài nào sẽ cho lợi nhuận cao hơn khi xuất bán? Nếu bà con chăn nuôi lợn thì cũng biết, tuy là đã có vaccine phòng bệnh nhưng dịch bệnh vẫn luôn thường trực xảy ra bất cứ lúc nào, rủi ro nuôi lợn là rất lớn. Vậy chăn nuôi rúi có những rủi ro gì không? Thì bà con hãy liên hệ cho anh Đạt qua số điện thoại trên góc phải màn hình để được tư vấn rõ hơn. Tiếp theo đây, bà con sẽ thấy rõ được lợi nhuận của nuôi rúi là bao nhiêu tại trang trại này của anh Đạt. Ví dụ như bà con mình muốn chăn nuôi được 100 con lợn đến khi bà con xuất bán thì cái chi phí đầu tư của bà con về phần chuồng trại thì tôi không nói đến, thì chăn nuôi con gì thì mình cũng đều phải có cái chi phí đầu tư chuồng trại. Đấy, còn về cái chi phí đầu tư con giống thì đối với 100 con lợn thì bà con cũng ít nhất bà con phải bỏ ra là 150 triệu là tiền con giống. Và đồng thời nữa thì là bà con phải bỏ ra cái chi phí về nguồn thức ăn, ít nhất thì nó cũng phải là độ tầm 300 triệu tiền thức ăn. Thì lúc đó thì bà con mới xuất bán được ra ngoài thị trường. Thì với cái giá cả mà hiện tại ngoài thị trường thì tôi cứ tính đơn giản nhất là cái giá thành nó ổn định và cái giá bán nó được cao. Thì trung bình trên 100 con lợn của bà con. Đấy là mình tính là cái thuận lợi tốt nhất cho bà con. Mình chưa kể đến là cái tình trạng mà dịch bệnh. Đây là tôi đang nói là thuận lợi nhất cho bà con, là khi bà con xuất bán thì nó cũng đem về cho bà con được cái mức lợi nhuận thì tối đa có thể là từ 5 cho đến 60 triệu đồng đấy, trên một đầu trăm con lợn sinh sản. Nếu bà con cũng bỏ ra cái mức đầu tư về con giống
như bà con đầu tư về con lợn đó là 150 triệu tiền tiền giống, thì bà con cũng có thể là chăn nuôi được với cái số lượng là 50 con cái và đồng thời là 15 con đực đối với con rúi mốc đại Trung Quốc này, thì để bà con chăn nuôi ấy, khi mà nó sinh sản ra thì bà con lấy cái lứa con đó bà con chăn nuôi theo một cái chế độ thương phẩm, đến khi bà con xuất bán được ra ngoài thị trường thì trung bình của mỗi một đầu con mẹ ấy, sinh sản trên một năm thì nó cũng đem lại cho bà con được cái mức lợi nhuận đó là từ 5 cho đến 5 triệu rưỡi trên một năm. Với cái số lượng là 50 con cái như vậy ấy, thì bà con có thể là thu về được cái mức lợi nhuận, thì tôi cứ tính đơn giản nhất cho bà con là 55-25 thì nó cũng rơi vào là độ tầm 250 triệu. Thì bà con có thể là như hiện tại thì là bên trang trại tôi đã trừ tất cả mọi cái chi phí từ nguồn thức ăn hay là chi phí nhân công chăm sóc, thì tôi cũng chỉ cần tính đơn giản nhất cho bà con thì có thể là bà con thu về được cái mức là từ 200 cho đến 250 triệu trên với mức độ đầu tư là bà con đầu tư ra ban đầu là 150 triệu. Nhưng nó có một cái điều khác biệt hoàn toàn so với con lợn ở cái vấn đề là như thế này. Như cái con lợn của bà con ấy, thì bà con hình dung là khi bà con đầu tư ra 150 triệu đến khi bà con nuôi lớn, bà con xuất bán ra ngoài thị trường thì bà con lại phải tái cái đầu tư mới. Thì bà con lại phải đầu tư ra 150 triệu nữa thì bà con mới chăn nuôi được cái số lượng là 100 con lợn như vậy. Đấy, và cái điều đặc biệt ở đây ấy, thì là đối với con rúi này hiện tại bên trang trại tôi đang chăn nuôi, thì là với 150 triệu này thì bà con chỉ cần đầu tư một lần thì bà con ít nhất bà con cũng khai thác từ nó là từ 8 cho đến 9 năm. Tại sao lại khai thác được như vậy? Thì bà con chỉ cần đầu tư một lần khi nó sinh sản ra. Về cái đặc tính của con rúi này ấy, thì là bà con về cái tuổi đời sinh sản của nó có thể lên đến chục năm. Đấy, nhưng trong quá trình chăn nuôi thì mình cứ tính cái tỷ lệ trung bình thấp nhất của nó thì bà con có thể là tính là 8 cho đến 8 hoặc là 9 năm. Đấy, thì nếu bà con chia đều ra 8 năm như vậy thì với 150 triệu này thì là cái chi phí đầu tư con giống thì nó là cực rẻ. Đấy, nhưng ngược lại nó lại đem lại cái giá trị cũng như hiệu quả kinh tế cho bà con rất chi là cao. Như vậy khi nuôi rúi thì bà con sẽ không phải mất tiền tái đầu tư giống như nuôi lợn, nên chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn mỗi năm. Như anh Đạt chia sẻ thì sức sinh sản của rúi sẽ kéo dài từ 7 đến 10 năm, nên trong khoảng thời gian này bà con chỉ mất chi phí thức ăn mà không cần phải đầu tư lại con giống như nuôi lợn. Anh Đạt cũng muốn nhắc lại cho bà con, để có được thành công trong chăn nuôi thì bà con cần phải có được kỹ thuật chăn nuôi đúng để áp dụng vào mô hình nhà mình. Còn vấn đề đầu ra thì bà con hoàn toàn yên tâm, vì anh Đạt sẽ nhận bao tiêu đầu ra cho bà con sau này, cụ thể như sau. Đấy, nhưng ngược lại thì để về chăn nuôi được cái con rúi này nó mang lại cái giá trị cao cho bà con như vậy, thì tuy nhiên nói đến chăn nuôi thì tất nhiên là không phải là mình chăn nuôi nó rất chi là thuận lợi hay là rất chi là dễ dàng cả. Tất nhiên là bà con cũng phải học hỏi được toàn bộ cái kỹ thuật trong chăn nuôi, cũng như bà con nắm bắt được tất cả những cái yếu tố trong chăn nuôi cái con rúi này để nó mang lại cái giá trị cao cho bà con. Thì để thuận lợi nhất cho bà con để mình học hỏi cũng như mình nắm bắt được tất cả những cái kỹ thuật trong chăn nuôi đó, thì tôi xin mời bà con là mình dành cái thời gian bà con đến trực tiếp trang trại của tôi đấy, để bà con tham quan là từ mô hình chuồng trại đấy, cho đến con giống, và đồng thời thì tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ cụ thể cho bà con tất cả những cái quy trình cũng như kỹ thuật trong chăn nuôi, để làm sao coi như hỗ trợ cho bà con để về mình chăn nuôi để phát triển nó được tốt nhất. Để cho bà con yên tâm hơn nữa thì là sau khi mà bà con bắt con giống về chăn nuôi thì bên trang trại là sẽ luôn luôn sẽ đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình bà con chăn nuôi đấy. Thì cứ vấn đề bà con không hiểu ở chỗ nào thì bà con có thể là alo trực tiếp đến cho tôi đấy. Và ngoài ra nữa thì là bên trang trại đều có cái chế độ bảo hành về chất lượng con giống tốt nhất tới cho bà con, cũng như là có hợp đồng ký kết bao tiêu cái đầu ra sau này khi bà con có sản phẩm làm ra. Và hiện tại thì bên trang trại tôi đang có ký kết cái hợp đồng là từ 5 cho đến 10 năm.
và cái giá hiện tại bên trang trại tôi đang bao tiêu đó là trung bình là dao động từ 6 cho đến 700.000 đồng trên 1 kg thương phẩm.